Sáng nay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị Lạng Sơn trao trả 6 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Trước đó, ngày 14 tháng 1 năm 2022, 6 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích tìm kiếm việc làm tại các nhà xưởng cơ khí, quán bar đã bị lực lượng biên phòng Lạng Sơn phối hợp với Công an huyện Cao Lộc phát hiện bắt giữ. Các công dân này đã được đưa đi cách ly tập trung để phòng chống dịch COVID-19, đồng thời để phục vụ công tác điều tra, xác minh. Sau khi xét nghiệm âm tính và hết yêu cầu điều tra, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã tổ chức đưa các công dân đến cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn để phối hợp bàn giao cho phía Trung Quốc. Buổi trao trả được thực hiện đúng quy định của pháp luật và tuân thủ nghiêm quy trình phòng chống dịch bệnh.